có cái phần chương 2 là nói về các cái giai đoạn phần mềm. À, bài 2 thì nó gồm có 3 phần. Phần 1, 2, 3. Thì trong các cái phần này là các cái bài đọc thêm. Các em có thể xem cái phần này để hiểu được các cái công việc mà chúng ta phải làm trong theo cái mô hình thác nước nha. Từ khâu xác định, phân tích, thiết kế, thực hiện kiểm thử, chấp nhận và vận hành là như thế nào, thì các em có thể xem trong cái bài giảng này nha. Thì trong phần 1, phần 2, phần 3 của bài 2 thì chúng ta là bài đọc.